Rồi, hồi nãy em quên quay cái bít tông cho anh chị xem nữa. Giờ em quay cái clip, quay cho anh chị xem. Đây, gọi cầm, gọi đây. Máy em bán lúc nào em cũng bao anh chị bê tông á, nhưng mà lúc nào em cũng phải kiểm tra nòng gì đó cho khách an tâm. Tông đẹp lắm anh chị, tại cái đó là cái nó bám khối á, nó anh chị nhìn nè, còn sọc ngang luôn của nó luôn mà, hơi hơi chứ không nhiều. À, đó thì không biết là cái anh ấy ảnh đặt em con này nè, mà không biết là ảnh có nó bị súng găng mấy cái chỗ đó, cái này với cái bình xăng đó, không biết ảnh có lấy không em không biết, nhưng mà sẵn đây em quay vậy đó. Thì nếu mà anh chị nào mà chốt trước nửa tiếng nữa không thì em gửi được, còn nếu mà trễ nữa thì không biết vợ em có gửi được không nha, tại vì cái máy này nó cũng khó chở lắm, nó chạy xe Honda khó lắm chị, đi xe Honda gửi mà đi 5 cây số luôn anh chị ơi, khó lắm. Có em thì em chở dễ, đi bằng chiếc Attila này nè. Bây giờ đó, là nếu mà gửi đó, là không có để nguyên gì nữa, bây giờ cái tiền phí này nó tính em nặng lắm, vận chuyển ở bên vận chuyển anh chị là phải gỡ này ra nè, quay nè, em phải gỡ cái tay lái này nha, tay lái này không em ship lại, gỡ gì ra này ra về nữa anh chị tự gắn cho lại dễ gỡ lắm. Em cắt mày ra là nói em cho khúc khác nha, là nói anh chị về cái lòn vô đây đại nè, em gỡ cái đầu riêng ra, tại vận chuyển nó tính vậy mới được, chứ bây giờ nó nói là qua 1,5 m á là nó tính phí cao luôn. Nó nhưng mà nó tính cao nó thì em không có lời, tại em bao ship cho anh chị á. Nó thì em dặn chị trước vậy đó cho dễ. Nhưng mà nhiều lúc nó vậy là anh chị em phải lấy, có khi nó gửi một cục trước cục sau của anh chị, thì anh chị cứ nhận hai cái, có thể là nhận riêng giùm em, và có thể là nó giao chung lượt luôn không chừng đó, em cũng không biết là nó giao chung hay riêng đó, tại bên cái đó là bên vận chuyển á. Còn mà những hàng bên em bán thì anh chị cứ yên tâm đi, không giờ bậy bạ đâu, em bán nhiều người trên đây người ta mua của em là biết rồi nè. Em chỉ cho anh chị cách gỡ nè, nếu như vậy nè, gỡ phải không, bấm nó vô giật này ra, buông xuống giật ra rồi gỡ ra thôi đó. Thì anh chị cắt này ra mới gỡ được dễ nè, cắt này ra chút anh cho thêm một cọng theo nữa, rồi anh chị cứ rút này ra rồi quấn cái này vòng tròn lại vô đây, rồi anh chị gỡ ra thì em gỡ 4 ốc này ra đó. Đó. Những cái máy mà có nghiêng gì á thì anh chị nên gì nè, bấm nút này vô nè, giật cho nó dễ. Chào anh chị nha, để em đăng cái clip lên.